Đời cần gì lo âu, cãi nhau thêm sầu mình được chi đâu. Giúp nhau cho từ giây về mai sau thêm yêu dấu. Dù rằng ngày hôm qua cãi nhau hàng xóm, người trẻ người lớn, mấy mươi năm trời từ tay xa ta sao nhây quá. Mỗi sáng cứ bước ra bước vô bước tới bước lui bước qua bước lại, rồi thấy tình bên lắm lúc khó khăn nhiều khi nó cũng đang quăng quại. Thôi thì giúp nhau trong lúc nỗi đau tiền tài nó vẫn chưa dừng lại, nhắc nhở cho nhau đi qua cơn bị cực rồi sẽ tới hồi thái lai. Yêu đi, dù ngày nào cùng nhau để giúp nhau lúc đau đớn. Làm vợ anh nha. Hạnh, xin lỗi đã làm phiền hai người. Chúc hai người hạnh phúc. Sau này có thiệp hồng, không cần phải mời tôi đâu. Trời trời đất ơi, Hạnh, trời ơi, mày làm hư bổn con đường á. Trời, Hạnh ơi. Hạnh. Dạ. Em có sao không? Em không sao. Anh đuổi theo Hạnh đi. Em không sao hết á, anh đuổi theo Hạnh đi. Con ngu quá phải không ngoại? Người ta đối xử với con như vậy mà con còn tin nữa. Con à, chắc là có sự hiểu lầm gì đó. Chứ thằng Phát không phải là cái loại người như vậy. Hiểu lầm gì mà hiểu lầm, con chứng kiến rành rành đó đó mà. Con cứ bình tĩnh đi. Nếu nói với con Linh có chuyện gì thì tại sao nó còn nhờ ngoại dẫn con lên phòng nó làm gì? Thì để cho con chứng kiến hết mọi thứ đó. Không phải đâu, ngoại còn binh người ta nữa. Người ta làm như vậy với cháu ngoại, ngoại không thương con hả? Được rồi, con sẽ bỏ ông luôn. Con sẽ lựa ông Tính hoặc là ông Hưng gì đó. Trời ơi, nè, bình tĩnh đi. Đừng có con nít quá. Mạch thì ta tức quá đi. Ta tính tao muốn nói, nhưng mà rồi cái mặt cứ trù ẩu, cứ khóc tới khóc luôn. Ta nói luôn nè, chính ngoại, ngoại bày cho thằng Phát làm cái chuyện đó đó. Ha? Còn cái con Linh đó, nó lên phòng hồi nào làm sao người ta biết được? Đến ngoại với thằng Phát cũng không biết được cơ mà. Dòm gì? Cười dùm tôi nói nữa tiếp cho nghe. Chị, sao chị đi mà chị không để ý gì hết trơn vậy? Chị bị Yến về rồi em biết ăn nói sao chị bị Yến đây? Tại anh không đó. Có nhiều đó cũng không canh được chị tôi nữa. Anh xin lỗi. Thôi em đừng có la anh Phát nữa. Tại chị muốn tìm ảnh nên chị mới bị vậy. Ủa dạ, em nhẹ tay thôi. Đứng đó giờ không vậy? Vậy để anh đưa chị em đi bệnh viện nha. Đi bệnh viện gì? Nước có xương chân mà đi bệnh viện làm gì? Đi xuống tủ lạnh lấy giùm tôi mấy cục đá đi. Nè, lấy cục nào bự bự nha. Cục nhỏ để dành uống bia. Trời ơi, còn gì cái chân ngọc ngà của chị tôi nè. Thôi, ta đi rồi, khóc gì khóc đám ma vậy. Trời ơi, diễn phải diễn cho tới chứ chị. Mà công nhận em đúng là tình báo số 1 đó nha. Em mà báo trễ là anh Phát rơi vào tay con Hạnh rồi. Em mà chị. Coi vợ làm gì tiếp theo đây. Một lát nữa em phải làm theo những lời chị dặn. Kẻ tung, người hứng, hiểu chưa? Khoan, chị tung cho chính xác nha, chứ em hay hứng hụt lắm á. Cái khúc con nhỏ này. Trời ơi, em sao không nứt cái xương chân của tôi đây? Đá nè, đá nè. Có sao không? Hay để tôi kêu bác sĩ tới nha. Đó, kêu bác sĩ hoài. Kêu bác sĩ tới rồi lộ rồi sao? Lộ gì? Bác sĩ tới rồi lộ cái chuyện tỏ tình của anh rồi sao? Anh tỏ tình lộ người, cái bác sĩ tới anh nhục mặt anh đó biết chưa?
Bây giờ ngồi đây chườm đá giùm cho chị tôi đi. Tôi xuống tôi khiêng cái khạp rượu thuốc của bà cô nội tôi để lại. Tôi lên tôi ngâm chân cho chị tôi. Trời, rượu thuốc mà để trong cái khạp luôn hả? Để bố có bị gì nhúng người vô đỡ bị liệt. Anh xin lỗi nha. Nè, thằng Tá là cái thằng tốt nha, nó thương con thiệt tình đó, mà thấy hết trơn hết tỏi á. Thôi đừng có con nít quá cô ơi, con nít quá làm tổn thương tình cảm của nó, biết chưa? Thôi ngoại khai hết rồi đó, con có tin ngoại nữa hay không tùy con. Sao anh không đổ theo Hạnh đi? Giờ Hạnh đang nóng như vậy, anh có giải thích cũng vô ích thôi. Chắc anh sẽ đợi vài bữa nữa cho Hạnh nguôi ngoai, anh sẽ lựa lời giải thích cho Hạnh sau. Phải chi anh thích em bằng 1/10 của Hạnh thì đỡ biết mấy. Em không có ý gì đâu. Từ khi em biết anh thích Hạnh, em chỉ coi anh là anh trai thôi à. Anh đừng có hiểu lầm nha. Hai người đây ban ngày ban mặt mà làm chuyện khó coi thiệt chứ. Tí, em nói hai người nào? Đó, ông Phát với bà Linh. Trời đất ơi, tự nhiên em đem chai dầu lên cho ông Phát. Ông Phát lấy chai dầu xong đuổi em ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Hai người làm gì trong phòng không biết. Đó, mà thấy chưa? Rõ ràng là hai người đó có chuyện mà. Ôi giời, đâu mà tin con nhỏ này. Nó sân xa sân xác, nó dồn tầm bảy tầm bả lộn đó mà. Con nhìn kỹ rõ ràng đàng hoàng luôn. Con nhìn kỹ luôn á, đuổi con ra khỏi phòng luôn bà. Hả? Đâu có thiệt. Bà nghĩ coi, cô nam quả nữ hai người trong phòng làm gì sao mình biết được. Nó làm gì trời? Hạnh. Trời ơi, con ơi, bà đâu phải con ngựa mà con cứ bắt bà cứ chạy theo con hoài vậy. Hạnh ơi, Hạnh. Thôi em đi xuống dưới nha. Ây da. Em có sao không? Thôi để anh đưa em xuống. Ây da. Ê tụi mày làm cái trò gì vậy? Hả? Dạ. Dạ cái gì? Ngoại, không phải. Ê! Đứng yên. Mày này lấn tao một bữa thọc đá với cái hỏng máu à. Cái đồ gì mà. Hạnh ơi. Thôi mình về nha, em say rồi đó. Về đâu? Đây là nhà của mình mà. Đây là giường của em nè. Giường yêu dấu của em nè. Cái đó cái ghế thôi chứ không phải cái giường. Làm gì vậy Hạnh? Hạnh ơi, vậy anh đưa về nè em. Em, vậy anh đưa về nè.
Nằm đây đau lưng lắm. Đau lưng sao đau bằng đau lòng được. Em muốn nãy giờ mà em không say gì hết trơn vậy. Em say lắm rồi đó. Hết đủ rồi. Anh kêu em chai nữa đi. Thôi đi về đi em. Sao ai cũng chống đối em hết vậy? Ai cũng lừa dối em hết. Anh cũng lừa dối em. Ai cũng lừa dối em. Tất cả mọi người trên thế giới này đều quay lưng với em hết. Em sẽ không tin ai nữa. Em sẽ không tin ai hết. Anh đưa em về. Anh đi về đi. Kệ tôi. Anh đi về đi. Hạnh. Buông ra. Tôi không cần ai quan tâm tới tôi hết trơn á. Anh đi về đi. Em. Anh đi về đi. Cho dù cả thế giới này có quay lưng với em, nhưng mà anh vẫn ở bên cạnh em. Anh ơi, em xin lỗi, tại vì em bị mất thăng bằng nên mới kéo người anh úp lên người của em như vậy. Thôi không sao đâu, chuyện đã qua rồi, đừng có nhắc lại nữa. Mà lúc đó anh dễ thương ghê, như con rùa vậy đó. Anh đã nói đừng nhắc lại nữa mà. Có chuyện gì vậy anh? À không, không có chuyện gì đâu. Em thấy mặt anh biến sắc vậy mà không có chuyện gì mới lạ đó. Không có gì đâu mà. Ai gửi gì cho anh hả? Không có. Sao trùng hợp dữ vậy? Hai người thân mật với nhau quá ha. Rồi khi nào định công khai tình cảm cho mọi người biết? Thì khi nào hai người công khai tình cảm trước đi, rồi tới tụi tôi. Em có sao không? Nguyên một đêm ói mà. Vô ngồi đi. Anh kêu nước nhanh cho em uống nha. Anh hai chăm sóc cho chị hai đi. À không, chị Hạnh. Hai người hạnh phúc quá.